Sáng ngày 8 tháng 9, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão, tại chùa Vạn Phúc, khối 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, diễn ra lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung. Buổi lễ có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Hành Niệm, Hòa Thượng Thích Hành Chơn, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì, trú xứ các chùa tự viện trong tỉnh và đông đảo bà con Phật tử. Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức cử hành liêm hương bạch Phật, sái tịnh, trì tụng kinh văn, gia trì chú nguyện. Đại chúng đồng tụng niệm, nguyện cầu Phật sự được thành tựu, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Tiếp đó, đội thợ đúc đồng Bùi Công Tồn, phường Đúc, thành phố Huế thực hiện rót đồng vào khuôn. Đại Hồng Chung được đúc bằng đồng nguyên chất nặng 700 kg, cao 1,7 m. Cuối buổi lễ, Đại Đức Thích Thông Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phúc, gửi lời cảm niệm chư tôn đức chứng minh, chư tăng ni, Phật tử, đạo hữu gần xa đã phát tâm đóng góp cho sự thành công của buổi lễ. Mong rằng Đại Hồng Chung khi hoàn thành sẽ mang lại hồi chuông cảnh tỉnh, đem đến sự an lành may mắn, giúp cho tâm thức của con người với bớt phiền não, tìm được sự an nhiên, thanh thản, hạnh phúc.